Đàm Tùng Vận vừa nghi vấn hẹn hò với Tỉnh Bạch Nhiên. Chuyện tình cảm của Đàm Tùng Vận được đông đảo khán giả quan tâm. Sau Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận trở lại phim truyền hình Quy Lộ Đường Về, đóng cùng Tỉnh Bạch Nhiên. Phim đạt thành tích ổn định sau khi lên sóng, chỉ số rating và nhân vật ở mức cao, càng khẳng định vị thế của nữ thần thanh xuân tại showbiz. Vừa qua, Đàm Tùng Vận vừa nghi vấn phim giả tình thật với bạn diễn Tỉnh Bạch Nhiên sau những tương tác đầy săn tình của họ tại phim trường. Phim truyền hình Quy Lộ đánh dấu màn hợp tác đầu tiên giữa Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bạch Nhiên. Từ thời điểm phim lên sóng tới nay, cặp đôi được khen hết lời và nhiều lần vừa nghi vấn phim giả tình thật vì sự ăn ý tương tác bùng nổ phản ứng hóa học. Đặc biệt, cảnh hôn kéo dài 30 giây không cắt của cặp đôi làm bùng nổ truyền thông vì quá chân thật. Nhiều khán giả soi được phần tai của Tỉnh Bạch Nhiên đã đỏ ửng trong cảnh hôn nói trên. Ngoài các phân cảnh được phát sóng, hậu trường của phim cũng nhận được sự chú ý rất lớn. Theo đó, ở một cảnh Đàm Tùng Vận nằm lên người Tỉnh Bạch Nhiên, cô đã liên tục cười khiến quá trình ghi hình bị gián đoạn. Thậm chí Tỉnh Bạch Nhiên sẽ đùa là đấm bạn diễn nếu cô tiếp tục cười. Cặp đôi cũng thường xuyên bị bắt gặp có những cử chỉ ngọt ngào, trao nhau ánh mắt thâm tình tại hậu trường. Trên các diễn đàn phim ảnh, diễn xuất và tương tác của Đàm Tùng Vận và Tỉnh mới trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi. Theo đó, ngoài lời khen dành cho tài năng của cặp đôi, nhiều nghi vấn về mối quan hệ của họ ở ngoài đời cũng được đặt ra. Dựa trên sự ăn ý của cặp đôi, nhiều khán giả bắt đầu đẩy thuyền và cho rằng họ không yêu nhau thật thì quá phí. Tuy nhiên, sự thật là Tỉnh Bạch Nhiên đã có bạn gái là người mẫu Lưu Văn, cả hai công khai hẹn hò tình cảm đã lâu và được công chúng hết lòng ủng hộ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!